Ẩn bên trong con đường nhỏ chỉ đủ một người đi là quán cà phê lính. Không gian trang trí bởi những vật dụng thời chiến, được chủ quán sưu tầm từ khắp mọi miền đất nước. Trong tiếng hát của danh ca Khánh Ly, thực khách thưởng thức những cốc cà phê trứng có vẽ hình trên bề mặt. Chỉ mất khoảng 2 đến 3 phút để anh Nghĩa thu nhỏ một địa danh Hà Nội lên bề mặt cốc cà phê trứng. Đổi chất trữ tình của thủ đô, anh không quên vẽ thêm cây và mặt hồ để tạo hiệu ứng. Một cốc cà phê có giá 40.000 đồng.